xương chứ em không biết ăn xương nó xét đâu, giờ em đi mất nổi rồi. Số lần chở không chở được thôi à. Đi xe xe thì đi xe buýt nó là xong đó. Ừ, nó giờ này mà nó thịt muốn ông nội lên xe buýt nữa. Xe buýt là cái xe xe hết luôn vậy nó chạy xong, tới giờ anh còn chở cho. Xe buýt là thì sợ lắm rồi. Thôi đó thôi em xây xe rồi anh xuống đó, tàu chạy xe lắc. Chị đợi em dán mà nghe rồi.